Ngày 6 tháng 12, Đại tá Trần Văn Xuân, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt do thực hiện vụ cướp tiền của nhân viên cây xăng trên địa bàn huyện Bắc Trà My vừa qua. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp giật tại chợ Tam Kỳ, từ biển số xe, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thành phố Tam Kỳ truy được nơi ở của chủ xe. Rạng sáng nay 6 tháng 12, các trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy trên lưu thông trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ nên tiến hành bắt giữ. Qua làm việc, Đại tá Xuân thông tin người này cho biết sáng hôm qua ông không dùng xe máy trên mà cho người khác mượn và người đó hiện đang ngủ trong nhà của ông. Các trinh sát đã ập vào nhà bắt giữ được đối tượng Vũ Viết Hải. Trước đó, vào lúc 19h40 phút ngày 26 tháng 11, một đối tượng đi xe máy mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh. Khi nhân viên cây xăng đang đổ xăng vào xe, lợi dụng sơ hở, đối tượng sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng yêu cầu đưa tiền. Thời điểm này, trong cây xăng còn một nhân viên nam, tuy nhiên người này ngồi bên trong nên không phát hiện vụ việc. Sau khi lấy hơn 15,6 triệu đồng, đối tượng dồ ga bỏ chạy. Hiện, Vũ Viết Hải đang bị giam giữ để phục vụ điều tra xử lý.